đây, rất vui được gặp lại mọi người trong video mới. Hôm nay tiếp tục sẽ là một video wax son, và dòng son lần này mang một vẻ ngoài rất là cổ điển, bản màu hoàn toàn trầm ấm hợp với cuối thu đầu đông, dòng son Blur Butter Tint của nhà Eclipse. Vậy hãy cùng mình bước ngay vào xem cận cảnh nha. Thiết kế giấy khá thú vị và bắt mắt nhờ vào những hình ảnh xưa cũ cuốn hút theo phong cách retro. Nguyên một bên thân son còn là màu son nữa, rất dễ để chúng ta nhận biết màu sắc. Vẻ đẹp xuất sắc khi mà hãng vừa mô phỏng màu bằng những hình ảnh ẩn dụ của đồ vật, thật sự nóng lòng muốn xem em son bên trong sẽ như thế nào ấy. Điểm bất ngờ đầu tiên khi mình cầm son đó là nặng tay thấy rõ, nặng hơn cái dòng son thông thường rất nhiều. Đặc biệt là vỏ son vuông vức và bọc bởi một lớp bột nhám ly thú vị. Lần đầu mình cầm màu en son lạ như thế nên cảm thấy rất là hứng thú. Vỏ son lần này thật sự hay ho vì mình làm giấy son đầy thân, vậy mà lau đi rất là dễ, thân son này sẽ ít bị cũ hơn. Bên trong đầu son tròn, lông hơi dài và không phát xéo, cho nên lượng son lấy ra khá là ít. Mấy màu lần này gồm 5 em, nghiêng về các màu son trầm, đậm, tạo cảm giác ấm áp khi tiết trời se lạnh. Thoa một màu son trầm và chiêu bên tách cà phê thì thật sự rất thích hợp. Concept lần này của Eclipse sẽ cuốn hút những bạn thích sự cổ kính, trầm mặc và xưa xưa hơn là một hiệu ứng bóng nhoáng sang chảnh thường thấy. Các màu son hôm nay đều là tông trầm ấm cho nên hoàn toàn không kén da hay làm men răng. Cái màu này thật sự ưu ái cho chị em chúng mình đó. Bây giờ hãy cùng mình đi ngay vào bước wax son để cảm nhận chất son như thế nào ha. Màu đầu tiên, một màu cam sang hơi nhẹ nhàng, có sự khác biệt rõ khi mà apply thêm nhiều lớp, màu sẽ càng đậm dần hơn. Chất son đúng như tên gọi là khá đặc và có một chút xíu bột, cho nên sẽ cảm nhận được độ mịn của chất son khi lướt trên môi. Mùi son em này có mùi giống như là mùi sô-cô-la tan chảy ấm áp, chứ không phải là mùi kẹo ngọt như các dòng son khác. Màu 02 thì thiên hẳn về base cam, một màu đỏ cam không quá trầm, dưới trời nắng sẽ thấy có độ ẩn cam của em này. Sau khi đo son sẽ không có hiện tượng xếp lại như son lì mà màu cho ngay một finish lì mịn. Càng thoa thì sẽ càng dày và nắng môi nên chỉ cần 1 đến 2 lần dặm là đã ok. Màu 03 là một màu đỏ gạch và có chút base hồng như là cánh hồng khô. Màu này rất dễ tạo hiện cảm và hút mắt người đối diện, giúp chúng ta trông mê hoặc hơn và thêm một chút xíu mơ mộng thú vị. Độ bám màu son tầm 4-5 tiếng, nhưng khi vừa thoa thì son sẽ dễ dây ra cốc hoặc khẩu trang, cho nên bạn cần bập nhẹ với khăn giấy để lấy đi phần son thừa và giúp son tăng độ lì hơn. Màu 04 là một màu khiến mình thấy lạ mắt và cả đẹp mắt, là một màu đỏ cam nhưng pha nâu trong ấy, cho nên nếu bạn nào thoa phơ môi thì sẽ là màu đỏ nâu chocolate quyến rũ, thoa lòng môi thì lại như tan chảy bên màu đỏ đất trendy. Chất son có chút chất thiên cho nên có style lại màu base của son, nhưng mình nghĩ là màu 05 sắp tới mới là màu có độ style mạnh mẽ nhất. Ngay khi vừa mở nắp son thì mình đã thấy sự khác biệt ngay từ miệng son. Màu hồng hằn rõ rệt và hứa hẹn đây là một màu đậm đà và bám lâu. Đối với những màu đậm như thế này, thoa lòng môi sẽ là một lựa chọn tuyệt vời bởi vì màu sẽ loang màu ra rất đẹp, đồng thời lại không bị quá dày chất son. Còn khi thoa phương môi thì màu đỏ hồng pha chút tím này sẽ càng bật lên làn da trắng và toát ra vẻ quyến rũ khó cưỡng. Một lưu ý nhỏ cho các bạn đó là vì chất son có chút bột cho nên sẽ dễ động vào tế bào chết môi. Dù son có giúp làm mờ vân môi nhưng sẽ bị động lại nếu như có da chết, cho nên hãy giữ môi kỹ càng trước khi chọn em này và nhất là chọn các màu đậm nha. Vậy là các bạn đã vừa cùng mình ngắm cận cảnh 5 màu son khác nhau hoàn toàn của nhà Eclipse. Bản màu rất đẹp, chất son cũng rất là ngon nghẻ và đặc biệt là thiết kế đẹp mắt vô ngần. Mong là video này sẽ giúp bạn có cái nhìn cận cảnh và chi tiết hơn về dòng Blur Butter Tint. Like và đăng ký kênh nhé, và hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo. Bye bye!